Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thử thách là đầu cá ngừ. Bắt đầu nhé. Các bạn nhỉ? Mấy nét đây. Phần đầu cá ngừ thì mình chỉ dùng được thịt thịt đầu nè, mắt và thịt má cá ngừ thôi. Ba phần đó nha. Không cho sọ nó chắc nó cứng luôn. Ngon nha. Cứng quá. Nó cứng đấy. Tận dao đấy, mới trượt vào tay. Sao không có ấy, có một cái mắt không ấy, mắt không ăn ngon nhỉ. Sao mới dưa nhỏ nó không bị tanh không? Này mình lóc riêng từng phần rồi ăn ngon. Để nguyên đầu cho nấu thôi. Mấy ngày rồi. Rồi. Chỗ này. Giờ mình làm thịt đây. Chỗ này là thịt má đó. Má đầu đây. Xương má hàm đây. Con lợn cái phần đấy ngon phết đấy nhỉ. Thịt gì má nó ngon. Xương nhỉ. Xương này cũng mềm nhỉ.
Xương này nấu lên đâu có ăn được. Hoàn sức khỏe. Hết chưa? Hết thiệt chưa? Hết thiệt rồi. Thành quả đấy, thiệt đấy. Quay cái tầm lúa đi. Chụp hình cái. Xương này thì trông làm gì? Lá mình nấu cái trong bên này. Mắt nữa. Còn cái thịt này? Thịt thì áp chảo. Chiên à? Nó tươi thì làm sashimi mà. Đây cái này thì áp chảo thôi. Chụp ảnh không? Chụp nhé. Phần xương đầu với mắt thì sẽ nấu chung với lại cải chua. Phần thịt còn lại thì áp chảo nha. Áp chảo nha các bạn. Đơn giản. Giờ bật bếp và chờ đợi thôi. Tắt nhá. Tắt. Thấy không?
xong rồi đây. Nếp ở đây các bạn nó có khói. Khói như đẹp. Quýt, sâu đen thui. Nước cá đi ăn. Quả đây. Đắng quá. Không phải là tối mà cái thịt nó phần nó đen ấy. Đấy, cái đen. Chụp tấm này.